Dùng nồi cơm điện có thể tự làm đậu phụ tại nhà. Nửa cân đậu nành có thể làm ra 1,5 cân đậu phụ. Cách làm rất đơn giản, đậu phụ làm ra ngon hơn rất nhiều so với mua bên ngoài. Đổ nửa cân đậu nành vào trong bát, đổ nước sạch vào rồi ngâm một đêm. Trong khi ngâm phát hiện ra hạt bị hỏng nhất định phải nhặt ra, tránh ảnh hưởng đến hương vị. Đậu sau khi ngâm xong sẽ phồng lên và trở nên to hơn. Dùng tay vặn nhẹ mà có thể tách hạt ra, như vậy là ok rồi. Thời gian ngâm đậu phụ tốt nhất, mùa đông là 1 đêm, mùa hè thì ngâm trong 4 giờ, đậu làm ra sẽ càng ngon. Vớt ra để ráo nước. Nửa cân đậu nành chúng ta cần chuẩn bị khoảng 3,5 lít nước tinh khiết. Bỏ một lượng đậu vừa đủ vào trong máy xay. Lại đổ vào một ít nước tinh khiết, xay nhuyễn thành sữa đậu nành. Xay sữa đậu nành không nên xay quá lâu, quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến mùi vị. Khoảng 1 phút là vừa phải. Sau khi tất cả được xay xong, đổ sữa đậu nành ra bát. Tiếp theo chuẩn bị một chiếc bát tô sạch, phủ vải màn lên trên. Đổ sữa đậu vào. Lọc bỏ bã đậu bên trong rồi vắt lại nhiều lần cho nước đậu ra sạch. Cố gắng vắt khô một chút, như vậy sẽ làm được nhiều đậu phụ hơn. Cuối cùng bã đậu sót lại thì đừng đem vứt, có thể dùng làm bánh trôi, còn có thể dùng để ủ bã đậu lên men, ăn rất ngon. Sữa đậu sau khi vắt xong đổ vào trong nồi. Mở lửa lớn đun sôi. Trong lúc nấu chuẩn bị một cái bát. Đổ vào 5g muối ăn, 50ml nước tinh khiết. Dùng đũa quấy cho tan đều. Tiếp theo đổ vào trong 50ml giấm trắng 5 độ. Tỷ lệ là 1:10:10. Lại quấy thêm một lần nữa, chuẩn bị dùng. Sữa đậu đun đến khi sủi bọt bốc hơi thì chúng ta cần dùng muôi quấy luôn tay, phòng dính đáy nồi. Sau khi sôi chúng ta vớt lớp bọt nổi bên trên đi. Khi này sữa đậu vẫn chưa chín, chúng ta vẫn cần tiếp tục đun trong 6 đến 8 phút. Nấu cho đến khi sữa đậu nành chín hoàn toàn, không còn mùi hạt đậu sống là được. Giảm nhỏ lửa, nhiệt độ tốt nhất trong khoảng 2 đến 85 độ. Để khoảng 3 phút là được rồi. Tiếp theo điều chỉnh chế độ giữ ấm cho nồi cơm điện. Đổ nước giấm đã pha xong đổ vào trong nồi. Rồi đổ nước đậu đã nấu chín vào. Công đoạn làm đậu phụ này gọi là làm đông, vô cùng phù hợp cho người mới, không có bất kỳ thao tác khó nào. Trong quá trình làm đông có thể thấy óc đậu đã nổi lên, đậy vung lại tiếp tục ủ trong 5 đến 10 phút. Chuẩn bị một chiếc khuôn đậu, phủ vải màn lên. Vải màn nhớ phải được nhúng sơ qua nước lạnh trước, tránh không cho đậu và vải màn dính vào nhau, lúc tách khuôn sẽ mất thẩm mỹ. Đến giờ rồi, lúc này óc đậu nhìn núng na núng nính. Chúng ta múc từng muôi đổ vào trong khuôn. Sau khi đổ đầy thì dùng vải màn bọc kín lại. Đặt tấm gỗ lên rồi nén thật chặt, rồi đặt một vật nặng lên trên, ép trong 10 đến 15 phút, để lâu đậu phụ sẽ quá già, thời gian ngắn thì đậu phụ lại quá non. Sau khi ép xong mở nắp ra, không thêm chất phụ ra mà đậu phụ làm ra lại trắng nõn nà. Mùi vị không khác gì mấy so với đậu phụ ngâm nước muối và đậu phụ thạch cao, chắc chắn ngon hơn rất nhiều so với đậu phụ mua ở bên ngoài. Nửa cân đậu nành, ở đây tôi làm được ra 2 miếng đậu phụ lớn, nặng 1,5 cân, vô cùng phù hợp cho người mới bắt đầu làm. Ở nhà có nồi cơm điện và đậu nành là có thể làm được. Nếu bạn thích nhớ lưu lại mấy hôm nữa làm cho gia đình ăn nhé. Nếu còn gì không hiểu có thể bình luận hỏi tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ những công thức làm món ăn ngon ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.